Rồi, mời em gái ngồi vô đây. Rồi, xin mời hai bạn cởi mặt nạ ra. Chị tháo cho. Ui dồi. Ok. Rồi. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1991. Hiện tại em sống ở quận Thủ Đức. 1991 là bao nhiêu tuổi? Dạ, 28. Nhỏ dữ vậy. Rồi, ở Thủ Đức. Dạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung 2. Công việc của em là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em cũng ở Thủ Đức luôn. Quê Thủ Đức luôn. Dạ, hiện tại thì em sống chung với bố mẹ. Nhà đông anh chị em không? Chỉ có một chị gái. Chị em thì cũng đã lập gia đình và hiện sống ở bên chồng là ở Dĩ An. Bây giờ mình ở sống với ba mẹ thôi phải không? Dạ. Rồi, mời em gái. Dạ, kính chào chị Cát Tường, chào bạn bên. Em xin tự giới thiệu, em tên Trần Thị Kiều My, hôm nay 29 tuổi. À, bà đây 29, nay 28, hay quá. Rồi, dạ, tiếp. Dạ, quê em ở Khánh Hòa, em làm về luật ở quận 1. Mình ở đây với ai? Em ở với anh chị em. Có mua nhà trong này chưa hay là mình dạ, đang chưa, ở trọ? Em ở thuê. Mấy anh chị em ở chung mà đi thuê nhà ở luôn. Dạ. Phụ nữ không cần mua nhà, dọn qua nhà chồng ở luôn cho nó lẹ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, sống có trách nhiệm, cầu tiến trong cuộc sống. Hay giúp đỡ mọi người. Nhược điểm của em là khá là kiệm lời ít nói. Cũng hơi nghiêm túc. Nói chung là nghiêm túc là tốt chứ, nghiêm túc sao khuyết điểm được. Nghiêm túc quá nên cũng không biết tán gái đó chị. Đó là khuyết điểm của em. Rồi, gì nữa? Vậy hết rồi. Hết chưa? Hết rồi chị. Xạo. Còn nữa, có những tật xấu gì không? Kể ra hết. Thật xấu của em á thì em ít nói với người khác biết lắm. Nhưng mà tại vì hôm nay có chị Cát Tường thì em cũng khai thiệt. Khai đi. Em ăn thì chậm. Giống như là một bàn tiệc á, người ta ăn không hết trơn rồi. Em thì vẫn còn ăn, chưa có xong. Tại vì hồi lúc nhỏ đó, em bị chê là béo phì. Cái từ lúc đó là giống như là em tự dặn lòng á, là mỗi khi ăn á, mình phải ăn chậm nhai kỹ. Giống như là ăn như vậy á, cảm giác là nó sẽ không có tham ham ăn nữa, không muốn ăn nữa, là nó sẽ no rồi mình cũng giảm cân, không có béo phì nữa. Đỡ bị mấy đứa bạn nó chọc. Rồi. Còn bây giờ là túm lại ăn một bữa ăn là mất một thời gian bao lâu? Chắc thì cũng 30 phút. Thôi cũng chưa đến nỗi nào. Ăn xong vợ cứ đi ngủ trước đi, từ từ anh ngủ sau, anh ăn sau anh dọn dẹp. Ngoài cái đó ra còn gì lâu nữa không? Về tắm. Tắm cũng lâu nữa. Tắm bao lâu? Thường thì em tắm cũng cỡ nửa tiếng. Làm gì chổng mà nửa tiếng hồ, tôi tắm có 5 phút tôi ra rồi. Sau một ngày mà làm việc vất vả đó chị, cái thời gian mà tắm á, em dành để giống như là em chiêm nghiệm về cái một ngày làm việc của mình. Trời ơi, thế sao không ra ngoài giường nằm rồi chiêm nghiệm cho nó khỏe, mà ở trong buồng tắm đứng mà chiêm nghiệm chi vậy trời? Vậy nó mới thú vị chị. Hay quá ha. Vừa đứng nước vừa xả vừa chiêm nghiệm hả? Dạ. Tốn nước dữ vậy. Thỉnh thoảng em cũng ngân nghe vài câu hát giống như xả stress đó chị. Đứng mát ha, thở thoải mái, hát rồi xả nước nữa ha. Dạ. Chị thấy cái đó cũng ok, hợp lý. Cần thay đổi không em hay là kệ anh đi? Dạ thì tạm thời em thấy chắc chưa cần. Thôi bữa nào đưa vợ đi đẻ thôi, ở dơ đi nha. Đưa vợ đi đẻ vô tắm nữa, vợ đẻ rớt à. Dạ. Nha. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Thì em là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn dọn dẹp nhà. Em cũng hơi nóng tính tí xíu và cũng hơi thẳng tính. Còn tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em có một mối quen 6 tháng. Mà đó giờ một mối một? Dạ. Lâu mau rồi? Dạ cách đây 2 năm. Để tìm hiểu mà sau đó em thấy không hợp. Là không hợp chỗ nào? Quen nhau 6 tháng em bên anh ấy em không có cái cảm xúc thoải mái, không có rung động nữa. Thì em nghĩ hai người không hợp nữa nên em chia tay. Vậy là cũng chưa có kinh nghiệm gì trong tình trường nhiều. Những cái quyến luyến nhớ nhung kỷ niệm thì cũng chưa nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế còn em tình trường mình sao? Tình trường em cũng dữ dội lắm chị. Dữ dội lắm hả? 3 mối tình nhưng mà đơn phương không à. Đơn phương làm sao? Mối tình đầu tiên thì cấp 3. Cái mối tình nó giấu kín, em không có nói cho bạn đó biết. Thì chỉ là bản thân thôi. Cái qua tới đại học thì em cũng quen với bạn này ở miền Trung á. Em cũng dễ thương. Có nói người ta biết không? Có, lần này là có lần nói. Có nói. Phản ứng người ta làm sao? Nhưng mà thật sự là tại vì bạn đó cũng có quen với một người bạn trai trước em. Bạn ấy chỉ coi em như là bạn thôi. Gần đây thì em cũng có quen
với một cái bạn trong công ty của em. Em thì cũng có nhắn tin. Ví dụ thì em cũng có nhắn tin hẹn bạn đó đi uống cà phê uống nước gì đó. Có nhắn tin hẹn cà phê uống nước. Dạ. Nhưng mà nhắn tin có lãng mạn, có tình cảm trong không? Em thì hỏi mấy câu mà cơ bản á chị. Ví dụ em đang làm gì đó hay là em ăn cơm chưa, em tắm chưa. Tắm chưa nữa, ăn cơm chưa là tắm chưa nữa. Chứ không có nói anh thích em, anh mến em gì, em dễ thương gì, có khi nào nói vậy chưa? Chưa chị. Ồ, vậy là thua rồi. Bởi vậy hèn chi ba mối tình đơn phương mà không đúc kinh nghiệm. Bây giờ thời buổi gì rồi, ta đánh nhanh rút gọn, em cứ ăn cơm trưa, gặp chị mà ai cứ hỏi vậy hoài chị bực mình, cho nên chi vậy hỏi hoài vậy. Ví dụ giống như là em hôm nay làm mệt không? Làm chung thì anh không công cơ quan, ví dụ anh không có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng mà anh hay để rất là quan tâm em vậy đó. Anh thấy em rất là dễ thương, mình có cơ hội gì không? Ví dụ phải vô vấn đề. Cứ ngày nào ông ăn trưa với tắm trưa chi vậy, đủ quá tắm chung hả? Hèn chi, thiệt mệt ghê. Em cũng rút ra kinh nghiệm là phải tấn công. Đúng. Như chị Cát Tường chia sẻ đó. Lần này tấn công nha. Dạ. Một hồi mở cửa để tim lên mà thấy mà vừa ý mình là phải tấn công nha. Dạ. Được không? Dạ được. Vậy là cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu luôn. Chưa chị. Có hôn nhau chưa? Chưa có cơ hội. Chưa có cơ hội. Thôi bây giờ mình lớn hơn người ta 1 tuổi, mình phải chỉ người ta nha. Được không? Kinh nghiệm em cũng ít ở lắm. Kệ, có hai người ít ít với nhau cho nó vui. Dạ. Vậy thôi, hai đứa mình cứ làm mới là coi như mình học tập nhau lẫn nhau từ đầu đi. Thôi được rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ thì không hút thuốc. Không hút thuốc, có hút thuốc không? Không chị. Rồi yên tâm. Không quay gia trưởng. Dạ không, em không gia trưởng. Không gia trưởng. Dạ, quen nhau thì phải có sự tin tưởng, hy sinh và chia sẻ với nhau. Có trách nhiệm với gia đình và có tí xíu lãng mạn để cho cuộc sống nó vui hơn. Được không? Đạt được nhiêu phần trăm tiêu chuẩn, tiêu chí của cổ? Em nghĩ là cũng 95 luôn á. Trời ơi, tự tin với 95 luôn. Thôi kệ, cứ cho tự tin đi. Thế còn em, mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái của em là một bạn nữ dễ thương, dịu dàng, đầm thắm. Khi mà yêu nhau thì hai người cần phải chân thành, tôn trọng, quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Nó đơn giản hả chị? Đơn giản lắm. Chọn người không có đơn giản chút nào. Lựa đi. Trong số những cô gái ấy có cô gái ngồi bên đây. Chọn đúng, gả luôn. Chọn sai còn nhiều gian nan lắm. Chắc tình đơn phương quá. Cho anh một cái gợi ý coi nè. Em cũng hơi nhỏ con. Hơi nhỏ con. Rồi anh có gợi ý gì cho cổ không? Em thì cũng bị cận. Với lại cũng người nó cũng không có cân đối, không có mập lắm. Người cân đối, bị cận. Rồi kiếm đi em. Đang suy nghĩ giữa hai người đây. Nên em nghĩ đây, bị cận. Rồi, đâu, chỉ vô. Anh có tròn mà. Người ta nói cân đối rồi, không nghe hả? Thân hình cân đối đó em. Dạ, đây đây. Chắc chưa? Giữ nguyên hiện trường, bên đây. Em nghĩ theo gợi ý của bạn nữ thì em nghĩ bạn nữ là bạn này. Hay quá. Trời ơi, chuyến này đám cưới sớm rồi. Hai bạn ơi, chúng ta sẽ mở cửa để tìm ra nha. Mình giữ nguyên hiện trường, tấm hình mình mới chỉ nha. Để mở cửa ra chúng ta đoán, là chúng ta nhìn xem nhận cái cảm nhận chúng ta đầu tiên có đúng hay không. Cặp này tôi gả liền tay luôn nè. Chưa có kinh nghiệm tình yêu, hai bạn yêu nhau nó vui lắm. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Rồi. Đúng không cưng? Dạ đúng. Em gái là mém sai nha. Em mà cũng em, đúng á chị. Thì em đúng. Em là quá xuất sắc luôn. Chị dạ. Đúng liền luôn á. Dạ. Trong khi quá trời cô vậy mà em chỉ đúng hay thiệt. Hôm nay tới chương trình, anh cũng có 2 món quà nhỏ tặng em. Sống đơn giản cho mình thanh thản. Thì anh mong là khi em mệt mỏi, căng thẳng, đọc sách thì em có thể xả bớt stress phần nào. Còn món quà nhỏ thứ hai anh chuẩn bị là một cái thỏi son. Anh mong muốn cái món quà thỏi son này á, thì em lúc nào cũng tươi tắn, xinh xắn khi mà bước ra ngoài đường hoặc là tới tham dự các buổi tiệc, đám cưới. Ủa bình thường đi chơi với anh cũng thỏi son được mà. Trời ơi, dạ, son còn quy định đám cưới mới thoa được nữa. Thì hôm nay gặp nhau cũng là duyên. Là em cũng có món quà tặng anh, cái ví. Tại sao lại tặng anh ấy cái ví? Dạ thì
em cũng mong là nếu mà em gặp tương lai, gặp người chồng có thể biết kiếm tiền và đưa cái ví cho em. Ghê lắm, ý nghĩ nó ghê luôn. Dạ. Rồi bây giờ khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của hai bạn khi mà mới gặp mặt nhau lần đầu tiên như thế nào? À, em thấy bạn nữ rất là dễ thương, xinh xắn. Cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Thấy anh chỉnh chạc. Nói chung là bạn anh nói anh già không á, cái mặt nó nói già chát à. Hồi nãy bịt cái mặt nạ lại gì nè, tôi dòm tôi tính kêu bạn anh thấy cái trái ngạnh sao ấn tượng nè. Hả? Dạ không ấn tượng chị. Ấn tượng á, em có thích mấy người vậy không, trắng cao vậy không? Dạ trắng em cũng hơi cao nè. À, hai người có vẻ hợp ha. Hợp á chị. Hợp rồi. Bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng Mận Đỏ nha. Mời hai bạn thưởng thức bữa cơm thật là ngon miệng, cá hú kho tộ với canh chua tôm. Đây là những món thuần Việt tại nhà hàng Mận Đỏ, cũng không kém những nhà hàng thuần Việt khác, nhất là tất cả chén dĩa làm ra từ men Bát Tràng, mang in ấn đặc biệt của quả mận nha quý vị nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức ha. Đây là một món cơm cá hú kho tộ với lại là canh chua tôm rất là hấp dẫn, nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại tìm hiểu kỹ một chút xíu về nguyện vọng, rồi về tương lai, về quan điểm hôn nhân, tình yêu, gia đình. Tự tin lên nha, cơ hội lần này là không có cái vụ đơn phương nữa nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, cố gắng lên em. Mời em. Dạ, mời anh. Dạ. Anh có quan điểm như thế nào về hôn nhân? Theo anh á thì hôn nhân rất là thiêng liêng. Anh nghĩ là khi yêu nhau thì mình cần chung thủy, không có lăng nhăng, chia sẻ thông cảm lẫn nhau trong cuộc sống hoặc công việc. Em cũng vậy đó. Nói chung là khi mà hai người đến với nhau là phải có sự hy sinh và chia sẻ và tin tưởng nhau nữa. Anh có biết làm việc nhà không? Có chứ, ở nhà thì anh ở chung với bố mẹ đó. Anh cũng hay giúp mẹ những cái công việc đặt giặt, các nhà giặt đồ, rửa chén. Nấu ăn thì thật sự anh không có nấu ăn ngon, nhưng mà anh sẽ vì người mình yêu học nấu ăn. Anh có thích chơi thể thao không? Lúc trước thì anh cũng có tập gym, nhưng mà anh tập thì có thể là không có đúng bài bản á. Nên càng tập nó càng teo. Dạ. Nên anh cũng nghỉ rồi. Đến bây giờ thì anh thường buổi sáng chạy đi bộ, đi bộ khoảng nửa tiếng, xong rồi về nhà thay đồ đi làm. Em có thích môn thể thao gì không? Hồi xưa em chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Bóng đá luôn. Wow. Hồi nhỏ chơi bóng đá, nhưng mà đại học á thì em có chơi bóng chuyền, rồi cầu lông. Anh có kế hoạch mà khi mà cưới nhau á thì mình sẽ ở đâu không? Thì hiện tại á, là anh ở Thủ Đức. Từ nhỏ cho tới lớn là anh ở Thủ Đức. Nói chung là nhà cửa cũng tiện nghi. Thì nếu mà chúng ta quen nhau thấy hợp thì mình sẽ ở đây, ở Thủ Đức chung với ba mẹ. Đúng rồi, thì ba mẹ anh cũng dễ ở chung, nhưng mà em có thể không làm dâu. Dạ. Thì chị anh thì cũng có chồng ở Dĩ An rồi. Anh thì ở hiện tại thì có ở chung với bố mẹ thôi. Nếu như mà phù hợp với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Em nghĩ em cũng già rồi chị. Già rồi. Thì ba em nói vậy giống như là em cũng xỉ nhục bạn gái vậy đó. Không, em già thiệt, bề ngoài em già thiệt. Đúng, em già hơn bạn gái thiệt. Dạ. Nếu mà nhanh nhất thì cỡ 3 tháng. Chuẩn bị mọi thứ chưa mà lẹ vậy, đám cưới gì mà quen nhau có 3 tháng cưới rồi. Nhà em thì cũng sửa ở đây cũng 1-2 năm rồi. Công việc của em thì cũng ổn định rồi. Thì em chỉ còn tìm một nửa yêu thương của mình và tổ chức đám cưới với cô ấy. Bạn gái có chịu làm dâu không? Hồi nãy giờ em có hỏi bạn gái chưa? Thì bố mẹ em cũng dễ chịu, cũng có tuổi rồi. Thì cũng chỉ cần có con dâu hiền, biết tôn trọng bố mẹ, quan tâm chồng con là được. Bây giờ chị chia sẻ với em nè, khi chị ra ngoài tụi em đang ăn cơm tâm sự ở đây, chị thấy là hôm nay bạn trai đi là có dẫn ba đi theo. Bây giờ chị sẽ mời bác trai vào để mình cũng cơ hội mình gặp mặt một xíu, để cho bác trai cũng có thể có vài ý kiến trong cái buổi nói chuyện của tụi em ngày hôm nay ha. Dạ con mời bác vô trong này ạ. Chào MC Cát Tường xinh đẹp. Dạ chào bác. Chào quý vị khán giả đang xem đài. Dạ.
Tôi là ba của cháu Linh. Dạ. Bác cũng nhận xét về cháu thì thấy cũng dễ thương. Cháu với con của bác mà thấy thích hợp bấm nút cho nhau cơ hội. Nếu mà thấy hợp với nhau thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà con nghe nói là tôi như giờ em Linh đi đâu là bác cũng đi theo hết trơn, bác chăm sóc. Dạ không phải đâu. Không phải là Linh thì nó ít có đi chơi. Dạ. Đi cũng như ủng hộ tinh thần cho con. Khích lệ tinh thần cho con. Đấy, bác có đặt ra tiêu chí con dâu mình phải là người như thế nào không bà? Thì tiêu chí thì tôi cũng không mong gì hơn là ngoan, hảo hiền, biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với ông bà người lớn tuổi. Dạ. Hôm nay con cũng rất vui được gặp bác. Thì con cũng cái quan điểm của con á là khi mà mình đối xử tốt với cha mẹ chồng á thì cha mẹ cũng sẽ thương lại mình. Dạ. Nên là con cũng mong là nếu mà tụi con có thể tiến được thì con sẽ trước mắt là hai con cho nhau cơ hội. Dạ. Bấm nút. Dạ. Bác chỉ muốn vậy thôi. Rồi bây giờ con mời bác ra ngoài để theo dõi tiếp câu chuyện có hai bạn có bấm nút hẹn hò với nhau không bác nha. Dạ, con chúc bác sức khỏe. Cảm ơn bác ạ. Rồi, ngồi xuống hai bạn, chúng ta tiếp tục câu chuyện của mình nha. Đó, bác trai là đồng ý rồi, cứ mong hai con cho cơ hội thôi. Bây giờ hai con cho cô Tường các cơ hội nha, hai con bốc thăm đi nè. Rồi, đọc lớn yêu cầu trong này. Tỏ tình đối phương thật lãng mạn, liên quan đến một bữa cơm, không đạt bị phạt ôm. Qua đứng kế bển đi, rồi muốn tỏ tình gì đó tỏ tình. Em có chuẩn bị một bài thơ đó chị. Rồi. Mà không có liên quan tới cơm được không? Thì em nói sau đó dẫn dắt vô bài thơ xong miễn có rồi xong mà kết thúc bài thơ em nói gì mà có liên quan tới cơm là được. Hiểu không? Dạ. Rồi qua bên đây. Đứng kế bên này, đứng bên này. Rồi qua đi rồi đứng bên đây nè, đứng chỗ ba đứng hồi nãy đó sát cổ. Rồi. Có khi nào mình em ngồi cũng được nhưng mà em cho anh nắm tay cái cho nó tình cảm đọc thơ coi chứ anh đứng anh bỏ tay vô quần kỳ quá. Đó chân thành lên nhìn cổ nha. Nhận được tin của chương trình, anh đây nghĩ ngợi một mình linh tinh, nghĩ về em, vóc dáng và tính tình là người tha thước dịu dàng xinh xinh, nghĩ về em cô gái chung tình là người con gái hữu hình anh yêu. Riêng anh nói ít làm nhiều, là người cầu tiến, mục tiêu rõ ràng, sống có trách nhiệm đàng hoàng, không hút thuốc nhậu nhẹt lăng nhăng. Mong em hiểu được lòng anh. Chúng mình cùng xây đắp mộng lành. Thơ anh không hoa lá cành, nhưng mà tình cảm chân tình của anh. Đến đây từ sớm chờ em. Thật sự bây giờ anh cũng rất đói. Nếu được xong chương trình, chúng mình cùng dắt tay đi ăn một bữa linh đình. Trời ơi, hay quá, hay quá. Mặc dù không có chữ cơm nhưng mà có ăn một bữa linh đình là được rồi, là có ăn cơm. Dạ. Hay quá em ơi, chị bất ngờ với em quá. Thơ tới đó hết rồi mà tôi nhìn ổng còn ráng rặn thêm mấy câu thơ cuối mà vô được cái bụng. Tại em hay chưa có từ cơm á chị. Đúng rồi, nhưng mà hay rồi. Em ráng xuất nghĩ. Sắc xuất sắc. Rồi được rồi, về chỗ đi em. Cảm ơn chị. Trời ơi, cảm nhận của em như thế nào về bài thơ của ảnh em? Thơ này thơ ảnh làm. Dạ. Chứ không phải là thơ lụm lặt của người khác, cho nên nó mặc dù nó hơi tốc độ hơi chậm, ảnh tắm cũng chậm, ảnh ăn cũng chậm mà nên đọc thơ cũng chậm nhưng mà đầy cảm xúc, nhưng mà chỉ kết nhất là cuối dẫn vô được cái đoạn cuối. Dạ. Đúng không em? Dạ. Em cho mấy điểm nè? 9 điểm. 9 điểm, riêng bài thơ đó là 9 điểm. Chị cho em 10 điểm luôn á. Rồi, cảm ơn chị. Trời ơi, quá xuất sắc. Bữa linh đình hay. Vậy là tôi biết thơ này thơ tự làm. Thử đặt biệt danh thật đáng yêu và ngọt ngào cho đối phương. Đặt một biệt danh gì nãy giờ anh dễ thương quá. Em đặt cho anh cái biệt danh gì coi nè. Khó nghĩ quá. Từ bình thường em ít đặt biệt danh cho anh lắm. Anh mới làm thơ tặng em xuất khẩu thành thơ đó. Đặt cho anh cái biệt danh đi nè. Biệt danh đáng yêu và ngọt ngào. Gọi anh yêu được không chị? Trời ơi, cái gì vậy? Rớt tim hả? Anh yêu được không?
Được chị. Thôi quá ơi. Được luôn chị. Quá được luôn hả? Hợp lý. Trời ơi, bây giờ về dễ thương quá hai bạn ơi. Anh làm thơ hay quá, cho 9 điểm mình phải thưởng ảnh khích lệ tinh thần trước khi đưa ra quyết định bấm nút. Cho anh yêu ôm cái. Hai bạn qua mình ôm nhau 10 giây thôi. Để kiểm tra mình có cảm xúc với nhau không? Có cái nguồn điện gì qua nhau không? Rồi chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò, bởi vì cái nút bấm này quan trọng lắm. Bấm là thật sự có tình cảm mới bấm, nếu không nó lỡ duyên của mình. Ai cũng lớn tuổi hết rồi. Mời bạn trai mạnh dạn lên, đây là cơ hội thưởng cho em bài thơ quá tuyệt vời. Em gái đứng ra ngoài này luôn. Rồi, hai bạn chúng ta có thể ôm nhau để mà truyền nhau một tí điện xem có cảm xúc hay không. Trực tiếp ôm nhau đi, đâu có vấn đề gì đâu. Đúng rồi. Ôm nhau chứ đâu phải cặp kè. Đúng rồi, ôm vô 10 giây. Cảm nhận. Được rồi hai bạn, về vị trí, không lẽ ôm hoài. Đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái nút bấm này là bấm nút hẹn hò, tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. Ok, mời hai bạn. Nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian, đỏ rồi. Rồi, đứng lên, mời hai bạn qua bên đây. Bấm một lần thôi, bấm hai lần. Nắm tay nhau đi, bây giờ là nắm thiệt. Nhắm này là nhắm của cặp đôi Uyển Ương nè. Dị Tường hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Một cặp đôi chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu sẽ có những cung bậc cảm xúc rất là lạ, rất là thú vị. Dị Tường mong rằng hai bạn sẽ có những cái tháng ngày rất là êm đềm, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc bên nhau. Gửi tặng hai bạn đây là những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta đến đây xem phim, tâm sự, tìm hiểu với nhau. Hai đứa cầm chung đi chứ còn đứa cầm vé nữa thiệt khổ ghê luôn á. Một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp mặt. Ôi dễ thương quá hai bạn ơi. Chúc hai bạn sẽ nhanh báo tin vui cho chương trình nha. Quý vị ơi, hôm nay vui lắm quý vị ạ. Tường đã mai mối thành công mà đặc biệt cặp đôi này là rất dễ thương. Hy vọng rằng là các bạn ấy sẽ đến được với nhau nhé. Và bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt thôi, hết thời lượng của chương trình rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nha. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Là anh lên một mình anh hay anh lên với gia đình hay sao? Lên một mình á. Là mình ở trọ hả anh? Hay có mua được dành đất nào chưa? Chưa, tại vì có đất nhà có, đất nhà ở dưới quê á. À, là ở dưới quê có nhà nên chỉ lên Tây Ninh lập nghiệp thôi. Đúng rồi, có nhà đó 7-8 năm rồi, cũng cũ rồi. Là nhà anh ở dưới là hiện tại là có ba mẹ ở hay sao? Hay là nhà riêng của mình? À, nhà riêng á, ba mẹ mất hết rồi. Ở dưới quê anh có nhà nhưng mà anh không có ở, anh lên Tây Ninh anh làm anh ở thì ở dưới là anh nói với em là nó cũ quá rồi không ai ở, nó sụp hết rồi ấy hả? Còn có cho chị ở mượn đỡ á. Thì nào về thì cắt nhà làm lại á. Tại vì đó hai vợ chồng còn tại mới ly dị 7-8 tháng nay á. Mới ly dị 7-8 tháng hả? Dạ ly dị đất luôn rồi, có giấy này kia là có ly thân. Ly thân hồi nào mà mới đây ly dị thôi? Tại nó quen khác ấy, cái là quyết định hai vợ chồng thỏa thuận nhau ly dị đầy đủ rồi, giờ ta cũng có chồng rồi. Cái, nhưng mà anh quyết định ly hôn là năm mấy? Anh với vợ anh là sống mấy năm? Sống 17-18 năm rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mới ly dị là 7-8 tháng. Mới ly dị đây luôn á hả? Dạ. Vợ có người khác hả? Sao anh phát hiện được? Có, tại vì có thông tin đầy đủ á. Thì bây giờ ta cũng có chồng luôn rồi. Ta quen đó, ta ở trong đó luôn rồi đó. Là anh lên Tây Ninh là vợ ở quê hay sao? Vợ về quê, về dưới thăm ông già bệnh á. Rồi sao cái quen thằng đó luôn. Thì quen cái sao nó thương nhau, nó đòi thôi anh á. Nhưng mà anh không chịu thôi hả? Hay sao mà kéo dài tới bây giờ luôn? Thì nó đòi thôi thì lúc mà 30 tháng 4 anh nghỉ đó rồi anh lên con chợ thì làm giấy này kia
hai vợ chồng thỏa thuận thì ký xong xuôi rồi. Rồi thì con anh có con cái gì không? Có thì người ta về bên có đứa con á thì về bên mẹ. Có đứa con bao nhiêu tuổi? Con 15 tuổi á. Ừ. Là sống bên ngoại hả? Ta về bên nhà, bên vợ ở, đâu có ở, anh thì ở con mình à. Ừ thì à, con bé nó sống với ngoại đó đúng không? Đúng rồi, sống với mẹ đó. Rồi. Nhưng mà nhưng mà đỉnh điểm sao vợ có người khác? Em hỏi thật. Anh mà anh không quan tâm ta hay sao? Cái này á là không phải không quan tâm gì á, anh nói thì lo làm này kia cũng đầy đủ. Hồi đó gặp vợ thì hai bàn tay trắng á, cái lên đây làm á cũng chưa dữ lắm, cũng hai vợ chồng cũng làm dưới lắm rồi, không có từng xích mích này kia. Rồi tự nhiên nó quen đó đi thăm già nó bệnh viện á, rồi phụ qua phụ lại sao cái nó quen đó rồi sao mà nó thương đó. Rồi nó về đây nó đòi ly dị này kia, thì anh cũng năn nỉ kêu về, nó cũng không chịu quay về, nó quyết định nó thôi anh cho bằng được. Rồi anh mới rồi thấy vợ gì sống con đường đó thì anh mới ly dị luôn. Nói chung là mình cũng có năn nỉ ha. Đúng rồi, có năn nỉ rồi nó không chịu. Tại nó không phải một lần đâu, nó cũng hai lần rồi đó. Trước là hồi lúc anh mới quen nó là nó có bầu 3 tháng mấy, thì cha mẹ nó cũng cho lấy, cha mẹ anh cũng cho lấy nữa. Rồi anh cũng chấp nhận lấy, ở nhau 17, 18 năm cũng không có xích mích gì đâu. Cái tự nhiên cái nó quen này đó, nó mới bỏ anh á. Nhưng mà con là con của anh đúng không? Thì con của anh, đứa con của nó, đứa là con riêng á, là hồi đó anh quen đó là nó có bầu mấy tháng đó. Rồi sau này sanh đứa đó là con anh, đứa là con ruột, còn đứa con riêng đó. Hiểu không? Là lúc mà chị có bầu là anh quen chị, là đó là con riêng của chị. Đúng rồi. Xong rồi về ở với anh cũng có một đứa con chung với anh nữa. Đúng rồi đó. Là lúc đầu, từ đầu là gia đình anh đã không chịu luôn rồi đúng không? Nhưng mà lúc đó là sao mà anh thấy có bầu chị tội quá hay như thế nào mà? Tại anh thấy người ta vậy á, anh tội nghiệp quá, anh thương á, rồi anh thương nữa, rồi thấy nữ vậy rồi anh cũng ráng kệ đi, lỡ làm lỡ biết sao vợ ở thấy vợ, bây giờ nó còn làm vậy nữa, anh cũng thấy gì nữa, thấy nó năn nỉ nó không chịu rồi anh quyết định thôi luôn á. Rồi thôi, cuộc hôn nhân sao mà bi thương quá vậy trời. Rồi bây giờ thôi mình nói tới tương lai đi anh, mẫu người anh mong muốn thì như thế nào nè. Nhưng mà anh có dứt được vợ cũ chưa? Có thoải mái chưa? Có. Mới 7-8 tháng rồi mà có giấy tờ đàng hoàng, người mới rồi. Có giấy tờ đàng hoàng á chứ không phải mà nói mà gì đâu. Bản thân là giấy tờ thì giấy tờ, nhưng mà trong bản thân anh nè, anh cảm thấy như thế nào? Chức điểm sẵn rồi đó, anh quyết định nó không ở mà. Quyết định mà, định là không có ở luôn á. Rồi con cái là anh chu cấp mỗi tháng bao nhiêu nè? Chung cấp thì anh không có chung, con cái lớn thì nó về bên đó ở thì nó lo bên bển. Chừng nào nó có gia đình thì kia anh có giúp được cái gì anh giúp, còn giúp thôi cái gì đâu. Nói thật. Nhưng mà sao nói chuyện thấy anh xúc động dữ vậy? Có gì đâu xúc động, tại cái vậy á, cái tiếng nói gì á. Rồi bây giờ mẫu người anh mong muốn thì như thế nào? Anh muốn kiếm người á, biết thương yêu anh làm ăn này kia, anh làm ăn lợi rồi á, người đó cũng cao tầm 1m6 mấy à, được rồi, rồi đừng ốm quá, vừa vừa này kia dễ coi được rồi, nói chung dễ nhìn được rồi, biết quan tâm nhau rồi, được rồi. Rồi ngoại hình, tuổi tác có yêu cầu giống anh, quê quán à? Tuổi tác á, nói cỡ cỡ anh được rồi, lớn hơn tuổi được cũng không sao. Gì đó, đừng có nhỏ tuổi quá ha, cỡ 30 mấy được, 20 mấy được đấy, thấy khi sợ lầm đó. Rồi anh có còn yêu cầu gì nữa không về ngoại hình, cao thấp mập ốm gì nè, có yêu cầu không?
Thì anh nói đừng ốm cũng coi coi được, vừa vừa mập mập hơi hơi cũng không sao nữa. Anh cần một người biết thương yêu anh thì lo sau này anh lo cho người ta thôi, cha mẹ rồi. Ví dụ như là người ta cũng ly hôn có con rồi, anh có chấp nhận, ví dụ nhà cửa người ta có ổn định này, anh có chấp nhận lên chăm sóc mẹ con người ta không? Được, nếu mà anh nếu mà người ta có một đứa con rồi vẫn được đó. Dạ, hai ba đứa con được không nè? Hả? Hai ba đứa con được không? Hai ba đứa con thì hai ấy cỡ đứa rồi, đứa hai đứa cũng được. Ví dụ ta ba đứa con nhưng mà ta có kinh tế này kia, đâu phải là kêu gì anh về anh lo đâu. Được không? Còn suy nghĩ hả? Con đứa hai đứa không được, chứ ba đứa thấy thấy nhiều quá. Nhiều quá hả? Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh của người ta cũng cũng đau khổ này kia, về mình chia sẻ với người ta giống mình nè. Vậy đó hả? Vậy thì bố mẹ đâu biết không? Hả? Người đó quê đâu rồi biết không? Hay là thử đâu, hỏi vậy? Không có tiết lộ được, em hỏi anh vậy thôi. À vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ mình không thích gì ở bạn nữ? Không thích đừng có nói dối được rồi. Quan trọng là đừng có nói dối. Thật lòng với nhau, hiểu nhau. Thương nhau, hiểu nhau thật lòng thôi chứ đừng có nói dối. Quan trọng là điều đó thôi. Rồi độ tuổi, công việc? Cũng có công việc thì biết làm ăn, nấu ăn làm ăn được rồi, cái gì đâu. Thì từ từ làm ăn kiếm nuôi thân thêm. Rồi, ok thì chương trình đã ghi nhận hết các thông tin của anh Cao ở đây ha. Thì nếu như mà có người phù hợp hoặc là sắp tới thì anh sẽ nếu như mà có ngày quay á của tụi em là cuối tháng thì có gì anh ở Tây Ninh anh xuống ở dưới Sài Gòn để ghi hình ha. Vậy đó hả? Có xuống ghi hình đúng không? Dạ đúng rồi, anh xuống đây ghi hình nè để gặp anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan mai mối cho anh trên sân khấu nè. Dạ. Rồi thì đây, nói chung á cho em nếu mà có lựa được sắp xếp cỡ đứa con hai đứa cũng được, đứa được nhiều quá. Rồi nếu mà anh được lọt vào vòng trong thì bên em biên tập sẽ gọi lại nói chuyện với anh nhiều hơn ha. Rồi cảm ơn anh, rồi em chào anh. Rồi em cũng cảm ơn chương trình ha. Anh là Dương Công Sơn, sinh năm 1989, hiện tại đang sống ở Vũng Tàu và làm công ty cấp nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi điểm yếu của anh, điểm mạnh điểm yếu của anh công của anh Sơn là gì? Điểm mạnh của anh là tức là cuộc sống của anh chỉ đi chăm chỉ làm việc, sống một cuộc sống bình thường giống như bao nhiêu người thôi, không có chơi bời gì cả. Không có chơi bời là không có tứ đủ tượng gì đó đúng không? Gái gú đúng không? Nói chung là không bài bạc, không gái gú, không rượu chè bê ta, nói chung là tất cả những cái đấy là anh không xài. Rồi có anh thì có những cái sở trường như thế nào, ca hát, thể dục thể thao gì không? Không, anh không thích hát hò gì cho lắm. Chỉ nói chung là anh em vui vui thì đi hát karaoke vậy thôi. Thỉnh thoảng thì cũng hay làm một vài cốc bia thôi. Rồi tài lẻ của anh có gì không, nấu ăn được không, sửa chữa điện nước này kia được không? Anh chuyên ngành nước mà, điện cũng làm được luôn. Điện nước đầy đủ đúng không? Đúng rồi. Rồi nấu ăn này kia thì được không anh? Phụ vợ nấu ăn thì quan trọng là thích ăn món gì làm món đó. Vậy là mày giỏi rồi đúng không? Thích ăn món gì là làm món đó là ngon rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì nè? Điểm yếu thì có nghĩa là những cái tật xấu, những cái điểm yếu mình mà mình thấy nhược điểm của mình á. Điểm yếu của anh nha, điểm yếu của anh là nói chung là nhiều lúc nói hơi nhiều. Nói nhiều à. Rồi ngoài cái đó thì còn cái gì nữa không, có tật xấu gì không? Ngủ ngáy
uống bia về thì có quậy quọ hay là nói gì nhiều không? Không. Không. Rồi anh, tình trường của anh ra sao rồi anh chủ động nói giúp em ha? Có mấy mối tình lý do vì sao chia tay hoặc là anh có lập gia đình lần nào chưa? Anh có một mối tình. Có một đứa con gái. Vậy là anh kết hôn rồi. Chia tay được 5 năm. Chia tay được 5 năm. Rồi anh nói về cuộc hôn nhân đó đi. Hai anh chị sống với nhau bao nhiêu lâu rồi, lý do vì sao ly hôn? Sống với nhau được gần 4 năm. Bé được 3 tuổi thì ly dị. Lý do vì sao hai anh chị sống với nhau cũng 4 năm trời thì lý do gì giờ mà mình dẫn đến ly hôn đó, đỉnh điểm? Có nghĩa là anh đi làm nhiều quá thì không để ý đến vợ con, thì ở nhà đi cặp bồ thì có bầu người ta việc cưới thôi. Là anh phát hiện luôn hả? Có nghĩa là bị anh bị cắm sừng á. Thế là hiểu rồi. Nhưng mà anh đi làm nhiều như vậy thì ai làm sao anh biết là cái đó không phải của anh? Hả? Sao đấy, em? Hỏi đó là anh đi làm mà sao anh phát hiện là chị cặp bồ á? Thì có nghĩa là anh ngày trước anh làm ca thì trực đêm về thì gặp thôi. Là mình bắt tận tay luôn hả? Rồi. Tại vì bây giờ anh cũng sáng đi làm thì tối về á. Nên là cũng không có thời gian, có mỗi thứ bảy chủ nhật nghỉ thôi. Thì được thứ bảy chủ nhật cũng chở vợ con đi đây đi đó thì ok mà đúng không? Tối thoải mái, tối còn đi được chứ. Đó, mình làm giờ hành chính mà đúng không? Mấy giờ về? 5 giờ em. 5 giờ về rồi, sáng đi mà 5 giờ về là quá ok rồi. Trời. Rồi xong rồi, bắt gặp rồi, thôi ly hôn luôn. Đúng rồi. Giờ con thì ai nuôi? Con anh nuôi. Bé gái hay anh hay bé trai? Bé gái 8 tuổi rồi em. Rồi. Rồi giờ anh, ví dụ anh đi làm gì thì ai chăm sóc bé? Có ông bà. Có ông bà. Là hiện tại là anh đang ở với ông bà hả? Đây, anh ở trong đây cả, gia đình anh ở trong đây cả mà. Nhưng mà gần nhà gần nhau hay sao? Hay là anh ở chung với ba mẹ, hay là anh ở nhà riêng với con gái anh hay sao? Ở chung với ông bà em. Quê anh ngày xưa ở đâu? Quê anh ngày xưa ở Thanh Hóa. Rồi vô đây là bao lâu rồi anh? Anh vô 8 năm. Rồi. Thì bây giờ mẫu người anh mong muốn thì sẽ như thế nào? Ly hôn nuôi con ok không nè? Ly hôn nuôi con cũng được, không sao cả. Nghĩa là sao, con gái là được, con trai không ấy. Nhưng mà nói, nếu mà độc thân thì vẫn tốt hơn. Dạ. Thì ví dụ như ủa mà sao phải là con gái mà không phải là con trai? Là anh sợ là về mà hai anh em muốn lộ hả? Có nhiều cái mà. Có nhiều cái. Rồi ok. Rồi về ngoại hình, tuổi tác, tính tình sao anh? Nói chung là tuổi thì từ 30 đổ xuống. Đổ xuống hả? Nay là anh nhiêu ta? Từ tuổi anh đổ nay xuống anh, rồi 89, 35 rồi. Anh 34. 34 rồi. Thì 34 luôn rồi con. 34 cũng được. Rồi 34 đổ xuống ha. Rồi công việc, nghề nghiệp, tính tình sao nè? Ngoại hình ra làm sao? Anh thích cô tính gái tính tình tốt là đẹp. Nghề nghiệp không quan trọng. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao từ 1m58 cho đến 1m63, 65 gì. Anh cao mét mấy vậy? Anh cao 1m71 em. Dạ. Rồi, ví dụ như quê quán của bạn gái anh có yêu cầu gì không? Hay là nếu bác quê ở Thanh Hóa được là tốt. Còn nếu mà quê ở miền khác thì được không? Hay sao nè? Ngoài miền Tây ra thôi, còn các tỉnh khác đều được. Rồi bây giờ là ví dụ như mà
kết hôn hay gì đó, thấy cô đó được đi thì là về về Vũng Tàu sống với anh hả? Đúng rồi. Thích ở riêng thì ở riêng, mà thích ở chung thì ở chung. Anh không quan trọng điều đó. Ừ. Rồi, ok. Rồi, thì hôm nay ở đây chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha. Sơn ha. Có em, tụi em đã ghi thông tin của anh rồi. Thì nếu như mà anh được lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, hoặc là có người phù hợp để ghép, thì bên em sẽ liên hệ lại với anh. Anh sắp xếp từ Vũng Tàu lên Sài Gòn ghi hình giúp em nha. Rồi, ok em. Nếu mà có thể em có thể giúp, nếu mà có người phù hợp thì em gửi qua Zalo cho anh xem ảnh cái được không? Dạ không anh, chương trình của tụi em không có cái nào mà gửi ảnh qua Zalo hết á anh ha. Mình sẽ lên tới chương trình để cho ông Mai bà mối, là anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan sẽ mai mối cho mình ha. Dạ. Rồi rồi. Dạ thì nếu mà có thì biên tập cũng sẽ gọi điện thoại nói chuyện nhiều hơn với anh nữa mà, yên tâm nha. Ok em. Dạ dạ rồi, cảm ơn anh, em chào anh. Đang sinh sống và làm việc tại Gia Lai. Công việc của em là nhân viên chăm sóc khách hàng cho trung tâm chăm sóc của hãng khách hàng Quốc Bộ. Dạ, năm em năm nay em sinh năm 1990 ạ. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ lúc ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh là Nhung có xuống Sài Gòn được không? Dạ được chị. Ừ. Rồi. Em nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh của em thì là hòa đồng, vui vẻ. Và vì là cái công việc chăm sóc khách hàng của em thì nó cũng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn tỉ mỉ. Nói chung là em giao tiếp tốt. Ừ. Dạ. Rồi, điểm yếu của em? Điểm yếu của em là thiếu tự tin và nói chung là thiếu sự niềm tin vào người khác á chị. Tại vì là do em bị tổn thương á, trong quá khứ á. Cho nên thành ra mà trong tình yêu thì em khó đặt niềm tin vào người khác. Ừ. Em kể đi là em đã bị tổn thương như thế nào á. Vậy thì em bị phản bội trong quá khứ á, là người yêu của em cắn sừng em á. Ừ. Dạ. Rồi nói chung là em... Ok, em kể về tình trường đi. Anh quen bao nhiêu mối tình rồi, cái anh này sao mà cứ là cắn sừng em vậy? Dạ thì em quen thì được 3-4 mối tình rồi. Em cũng từng kết hôn một lần á chị. Mà người chồng trước của em á thì là giới tính thứ ba, thuộc giới tính thứ ba. Còn người tiếp theo mà làm trong tổn thương thì trong quá trình là giống kiểu là yêu đương thì kiểu ảnh không muốn xác định lâu dài á. Xong rồi là trong quá trình quen em thì ảnh quen một cô khác nữa. Thì em cũng là cho cơ hội để ảnh thay đổi, nhưng cuối cùng thì ảnh vẫn không muốn thay đổi. Và từ đó là đến giờ thì em không quen ai hết. Em không mở lòng được với ai hết. Chà, thấy cũng lận đận quá ha, sao gặp cái anh gì mà giới tính thứ ba mà em không biết hả? Rồi. Dạ. Rồi bây giờ thì có con gì không, em ở với nhau được bao lâu cái mối tình? Dạ. Này em kết hôn được 2 năm, sau đó em ly hôn và em chưa có con ạ. Chưa có con gì hết. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ cái anh đó thì sao, có còn qua lại liên hệ gì không? Dạ không chị. Tại vì ảnh là ở Đắk Lắk, em ở Gia Lai, cho nên tụi em không có liên hệ, không có liên hệ gì hết. Ừ, ok. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Công việc ổn định đó chị. Không gia trưởng, không nói chung là không ghen tuông, ít ghen tuông thôi, không ích kỷ. Chung là hòa đồng. Rồi điểm em không thích là gì, em cứ chủ động em chia sẻ thêm. Dạ, em không thích là những người gia trưởng, keyboard hoặc là chung là ít kỷ, yêu bản thân mình nhiều quá chị. Đó là biết chăm lo cho gia đình. Em, rồi trường hợp anh đó ảnh ly dị và ảnh đang có con thì được không em? Dạ được chị. Ừ. Rồi em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m57 á. Rồi anh đó bây giờ ở chỗ khác á thì em chịu theo chồng không? Dạ nếu mà đủ yêu thương thì em vẫn có thể là đi được. Ừ. Dạ. Ok. Rồi chị nghĩ là chắc là được rồi đó. Nếu mà được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại với em, rồi mình trao đổi thêm nha. Nha Nhung. Dạ. Nha. Dạ. Rồi cảm ơn. Em cảm ơn.